thông. Thế nào gọi là thần, thế nào gọi là thông? Thần là thiên tâm, là tâm của trời. Thông là huệ tánh, tức là có trí huệ. Thông còn là thông đạt vô ngại, chẳng có gì không thông suốt, và thần cũng hàm ý thần kỳ bí ẩn. Thần thông có sáu loại, sáu loại cũng là một loại mà phân làm sáu loại. Cho nên tách riêng ra thì có tới sáu loại, nhưng hợp lại thì chỉ là một. Thật ra một loại cũng chẳng có nữa. Bởi xưa nay vốn không có thần thông, mà vốn cũng có thần thông. Vì sao nói vốn không có thần thông? Vì sao lại nói vốn cũng có thần thông? Điều này rất kỳ diệu, lý thú. Bây giờ chúng ta hãy nói về sáu loại thần thông trước, rồi sau đó sẽ bàn đến vốn là thần thông, vốn không phải là thần thông. Vốn là một loại thần thông, vốn là một loại thần thông cũng chẳng có. Sáu loại thần thông chính là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Một, thiên nhãn thông. Người chứng được thiên nhãn thông có thể nhìn thấy khắp cả 3.000 đại thiên thế giới rõ ràng như nhìn quả Amala trong lòng bàn tay vậy. Trong hàng đệ tử của Phật, Tôn giả A Na Luật là bậc đứng đầu về thiên nhãn thông. 2. Thiên nhĩ thông. Chứng được thiên nhĩ thông thì có thể nghe được mọi âm thanh từ cõi nhân gian cho đến tận 3.000 đại thiên thế giới, luôn cả các âm thanh của cõi trời. 3. Tha tâm thông. Đây là khả năng đọc được ý nghĩ của người khác. Tất cả những việc mà quý vị dự tính trong đầu định sẽ thực hiện, dù quý vị chưa hề thổ lộ với ai hết, nhưng người đã chứng đắc tha tâm thông vẫn có thể biết rõ. 4. Túc mạng thông. Người chứng đắc túc mạng thông có khả năng biết được tất cả những việc thiện cũng như ác mà quý vị đã tạo tác trong các đời trước. 5. Thần cảnh thông, cũng gọi là thần túc thông hoặc như ý thông. Chữ thần này đồng nghĩa với chữ thần vừa giảng ở trên, và cũng chỉ cho một cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Ý nghĩa của chữ thần và chữ diệu có đôi chút tương đồng, cho nên có lúc nói thần diệu khôn lường chính là ám chỉ một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cảnh là cảnh giới, còn thông là thông đạt vô ngại, vốn không thông mà lại thông. Thí dụ, bức tường chắn ngang tuy có gây trở ngại, nhưng nếu quý vị khoét một lỗ hổng thì sẽ được thông suốt. Tương tự như thế, bức tường vô minh gây chướng ngại, ngăn che ánh sáng quang minh của tự tánh trong chúng ta. Nhưng nếu quý vị có thể dùng gươm trí huệ của mình để phá vỡ bức tường đó, thì sẽ được thông suốt ngay. 6. Lậu tận thông. Chúng ta vì sao chưa thành Phật? Bởi vì chúng ta vẫn còn lậu hoặc. Chúng ta vì sao chưa thể làm Bồ Tát? Bởi vì lậu hoặc vẫn tồn tại trong chúng ta. Chính vì lậu hoặc mà chúng ta phải trầm luân trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chẳng những thế, các lậu hoặc này còn khiến cho chúng ta bị lưu lạc, nổi trôi trong chính pháp giới. Chính pháp giới là gì? Đó là chính cõi giới của Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Thiên, Nhân, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Chúng sanh trong chính pháp giới này chưa thể thành Phật được là vì còn có lậu hoặc. Nếu không còn lậu hoặc nữa thì nhất định sẽ thành Phật. Lậu hoặc này cho đâu mà có? Chính là do vô minh. Cho nên hễ diệt trừ được vô minh thì lậu hoặc sẽ không còn. Nếu vô minh chưa bị phá hủy thì lậu hoặc vẫn còn tồn tại. Do vậy, người chứng được lậu tận thông thì chẳng có bao nhiêu. Một khi không còn lậu hoặc thì quý vị sẽ không còn phải trôi lăn trong dòng sanh tử nữa. Tại sao chúng ta vẫn còn luẩn quẩn trong dòng sanh tử? Đó là vì chúng ta có lậu hoặc. Người có lậu hoặc ví như cái bình bị lủng vậy. Dù quý vị có muốn đổ nước cho đầy bình, nhưng nước cứ rỉ ra ngoài theo chỗ lủng, bình không thể giữ được nước. Cho nên dứt sạch mọi mối lậu, tức là được lậu tận thông vậy. Nói con người vốn không có thần thông là ám chỉ lúc chúng ta còn là phàm phu, chưa hiện thần thông. Lại nói rằng
con người xưa nay vốn có thần thông. Bởi y cứ vào quả vị của bậc thánh nhân mà nói, thì thần thông vốn đã có sẵn. Hạng phàm phu thì không có thần thông, bậc thánh nhân mới có thần thông. Thần thông của thánh nhân phải chăng là đến từ bên ngoài? Không phải, đó là có sẵn. Thế thì phàm phu không có thần thông, phải chăng là vì họ đánh mất? Cũng không phải, bởi thần thông ấy vẫn tiềm tàng trong tự tánh của phàm phu. Chẳng qua là họ chưa phát hiện ra, chưa nhận thức được, nên tưởng rằng mình không có mà thôi. Cho nên tôi nói, vốn không có thần thông là vì lẽ ấy. Có thần thông hay không có thần thông đều chẳng quan trọng. Quý vị chớ lầm tưởng rằng có thần thông tức là đắc đạo hoặc chứng được quả vị. Phải biết rằng có được thần thông rồi vẫn còn ở cách sự chứng quả và đắc đạo rất xa. Chúng ta không nên mới đạt được đôi chút thành tựu liền tự mãn, ồ, phen này tôi phát tài rồi. Mới được có một lượng vàng mà đã reo mừng rối rít cho là mình phát tài. Trong khi người ta có tới hàng ngàn hàng vạn lượng vàng thì lại không hề khoe khoang, vẫn bình thản như không có gì cả vậy. So với người ta thì việc mình có được một lượng vàng có gì là to tát đâu. Như có câu, đắc thiểu di túc, trung đạo tự hoạch, nghĩa là được ít cho đủ, nửa đường tự ngừng. Những kẻ chỉ mới gặt hái được một vài thành quả nhỏ nhoi mà ngỡ là nhiều lắm, thì chẳng khác nào tự vẽ sẵn mức đường giới hạn cho mình ở nửa đường. Đến mức đó thì ngừng lại, không lướt tới nữa. Đó là cảnh giới của hàng nhị thừa, chứ không phải là của căn tánh Bồ Tát Đại Thừa. Cho nên đừng nghĩ rằng có thần thông là tài giỏi. Nếu quý vị có thần thông rồi tự phụ, cho rằng mình tài giỏi hơn người, thì quý vị còn quá nông nổi đi thôi. Vì bởi như thế là quý vị vẫn còn tâm chấp trước, còn lòng tự mãn.